Hoan hỉ đón chào quý vị đã quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, tuổi Bính Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Quý vị thân mến, trong tháng 9 âm lịch, những người tuổi Bính Dần 1986 chắc chắn gặp được nhiều may mắn. Do có được quý nhân tương trợ nên họ có những thành công rực rỡ trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 là tháng cực kỳ thành công đối với họ. Vậy nên những người tuổi Bính Dần 1986 không nên bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Quý vị thân mến, để biết được vận trình những người tuổi Bính Dần gặp được thành công, may mắn về con đường tài lộc cỡ nào, xin mời quý vị cùng theo dõi tử vi tuổi Bính Dần 1986 trong tháng 9 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan các gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Bính Dần 1986 có mệnh là Lộ Trung Hòa, là người tính tình thẳng thắn, đã nói là làm. Họ làm việc rất nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao, tài năng có thừa, lại thông minh, ham học hỏi. Những việc họ đã quyết định dù thế nào cũng không từ bỏ, phải cố gắng thế nào cũng nhất định làm, đến được mới thôi. Đã nghiên cứu vấn đề gì, người tuổi Bính Dần sẽ đào sâu, tìm tòi, hiểu thật cặn kẽ mới thôi. Gặp được người cùng chung chí hướng hay sở thích, họ sẽ thao thao bất tuyệt, nói không ngừng về ý kiến của mình. Trời sinh thông minh, đĩnh ngộ, phản ứng lanh lẹ, nên thời cắp sách đi học, thành tích học tập của người này thường đứng đầu lớp, là học trò cưng của các thầy cô. Họ thích các hoạt động ngoại khóa, cũng năng nổ nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. Trong tháng này, vận khí của người tuổi Bính Dần không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, nữ mệnh cần học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này, cảm xúc của bạn rất dễ dao động, tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình ngày càng nhiều. Nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân rất dễ xảy ra rạn nứt. Cảm xúc bất ổn còn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp canh Dương Kim nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Bính Dần nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không mong muốn. Khi gặp chuyện thì nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tuổi Dần bán tam hợp với Tuất nên trong tháng canh Tuất này, những người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển, khởi sắc của sự nghiệp. Những người làm công chức, việc liên quan đến nhà nước thì nhìn chung có tiến triển tốt đẹp, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Nhưng đường thăng tiến của bạn vẫn phải đối mặt với không ít vất vả, cực nhọc, do đó chớ nên ngủ quên trên chiến thắng mà sinh ra lòng chủ quan quá sớm. Việc làm ăn, kinh doanh có tiến triển tích cực, tuy nhiên phải rất vất vả, đổ nhiều mồ hôi, công sức, gia chủ mới có thể hoàn thành mục tiêu ở mức khá. Tháng này, sự nghiệp của gia chủ sẽ tương đối ổn định với những người làm công ăn lương. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn, vì vậy năm nay, lương thưởng sẽ tăng lên đều đặn. Sự nghiệp của người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc thật tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng của công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Bán tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Có những thời điểm bạn hao tài tốn của không nhỏ cũng bởi tiêu pha theo ý muốn mà không suy nghĩ về tương lai hoặc gặp rắc rối về tiền bạc vì người khác. Song nhờ tài năng và năng lực cá nhân được phát huy tốt, quý nhân phù trợ, gia chủ có thể dễ dàng chuyển đổi thành ưu thế của mình, giúp mình đạt được một phần lợi nhuận nhất định từ công việc tay trái.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phòng thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng Canh Tuất, sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng có sự giảm sút rõ ràng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bên trong, không thể lơ là. Tim mạch có thể sẽ xảy ra vấn đề, hệ tiêu hóa cũng hoạt động không bình thường, da dẻ sạm sắc, cần dành thời gian chăm sóc cơ thể mình nhiều hơn. Các gia chủ tuổi Bính Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Chuyện tình cảm dù không quá lý tưởng nhưng cũng không quá tệ, gia chủ vẫn có cơ hội cải thiện, hàn gắn một số rạn nứt. Nam mệnh có thể gặp được một vài đối tượng ưng ý, bản thân bạn đã có sẵn thiện cảm nhưng đôi lúc bị kìm kẹp về cảm xúc, khó diễn tả thành lời, cần phải chủ động và mạnh dạn hơn nữa, kết quả rất đáng để chờ đợi. Còn với nữ mệnh, đa phần các mối quan hệ không kéo dài hoặc chưa đi đến kết quả tốt đẹp, cuối cùng bạn cũng được một vài người khác phái tiếp cận nhưng không mở lòng đón nhận nên mọi thứ gần như không có gì thay đổi. Gia đạo yên ổn, mọi thứ trôi qua khá bình lặng, tuy nhiên có lẽ vì cả hai vợ chồng quá mải mê với cuộc sống cơm áo gạo tiền mà có dấu hiệu lạnh nhạt hẳn với nhau, hôn nhân thiếu đi ngọn lửa nhiệt tình, những lời quan tâm và hỏi han cũng thưa dần. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hòa cục. Xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Bính Dần trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 9, tức ngày 28 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 9, tức ngày 10 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 9, tức ngày 22 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Bính Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Dần trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 9, tức ngày 1 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 9, tức ngày 13 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Đây là 2 ngày cắt lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.